Hà Nội mùa này cứ thấy cốm là thấy thu. Nếu có dịp ghé qua Hà Nội khi hương cốm len lỏi trên khắp con phố thì đừng quên thưởng thức những cái hương vị đặc trưng của cốm tươi và những cái thức quà đặc trưng từ cốm nhé. Bên cạnh của Hải Anh là gánh cốm của chị An. Hải Anh sẽ mua một chút cốm tươi về thưởng thức hương thu của Hà Nội, đồng thời cũng là nguyên liệu để chuẩn bị cho món xôi cốm hạt sen trong mâm cơm ngắm trăng thu. Như các bạn thấy thì cốm có một màu xanh rất đặc trưng mà người ta gọi là xanh cốm, đúng không ạ? Cái màu xanh này sẽ rất là khó để có thể lẫn được vào những cái màu khác. Chúng được gói trong hai cái lớp lá như thế này. Đầu tiên là lá giấy để bảo vệ, để cho cái cốm này nó giữ được độ ẩm. Sau đó thì bọc một cái lớp lá sen ở bên ngoài để giữ nguyên vẹn cái hương cốm và đồng thời cũng để cho cốm nó thoảng cái hương lá sen thơm nhẹ nhẹ. Chào các bạn, Hải Anh đã quay trở lại căn bếp của gia đình mình. Và bây giờ thì trong căn bếp nhà Hải Anh tràn ngập mùi cốm tươi thơm nức. Và Hải Anh thì rất là sốt ruột rồi. Với mùa thu, Hà Nội có cốm thì có rất là nhiều món ngon có thể làm từ cốm. Ví dụ như là chả cốm, chè cốm, cốm trộn, cốm xào. Mặc dù là cốm được chế biến thành rất là nhiều món ăn khác nhau, nhưng mà hôm nay Hải Anh chọn món xôi cốm để gửi tới mọi người ở trong cái mâm cơm ngọt ngày hôm nay là món chính. Bởi vì xôi cốm được rất là nhiều người yêu thích bởi cái sự bình dị và gần gũi của nó, đặc biệt là ăn rất dẻo, rất thơm và lại không hề ngán. Đây là nguyên liệu của xôi cốm. Mình sẽ có cốm tươi, đương nhiên rồi, đậu xanh, cốt dừa, hạt sen và dừa sợi. Đây là những cái nguyên liệu mà bình thường ở đâu cũng có, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại tạo lên một cái món quà vô cùng đặc biệt mà khiến chúng ta ăn lại cứ nhớ nhung về mùa thu Hà Nội. Ngoài những cái nguyên liệu rất là bình dị mà Hải Anh vừa nói thì chúng ta không thể quên một người bạn đồng hành đi cùng với cả món xôi cốm, đó là nồi đa năng Amway Queen. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bước đầu tiên. Chúng ta sẽ trộn cái dừa sợi này với đường. Và chúng ta cho vào xào. Xào cho đường nó tan và cái dừa nó săn nhẹ lại. Rồi, khi mà chúng ta nhìn thấy là cái sợi dừa nó đã săn lại và ngửi thấy mùi nó rất là thơm rồi. Các bạn có ngửi thấy mùi thơm không ạ? Thì chúng mình sẽ bỏ cái dừa này riêng ra và chúng ta sẽ dùng chính cái nồi này để nấu nước cốt dừa. Chúng ta sẽ đun cái nước cốt dừa với cả lá nếp cho cái nước dừa này nó thơm lên. Bây giờ thì hương lá nếp đã quyện vào cốt dừa rất là thơm rồi. Mình sẽ bỏ cái cốt dừa này ra. Khi mà cốt dừa đã thơm quyện lấy mùi lá nếp rồi, chúng ta chuyển sang một cái bước tiếp theo, đó là làm chín hạt sen và đậu. Thì hạt sen này, nếu như mà chúng ta dùng hạt sen khô thì chúng ta có thể ngâm với cả một chút muối trong vòng 2-3 giờ trước khi dùng. Còn đây là hạt sen tươi thì Hải Anh sẽ cho trực tiếp vào đây để luộc. Với đậu xanh thì cũng như vậy, chúng ta có thể ngâm trước 3-4 tiếng để cho đậu xanh nó nở mềm ra và chúng ta chuẩn bị cho vào nồi. Khi luộc hạt sen tươi như thế này thì chúng ta sẽ cho một chút muối nhẹ vào đây để cho cái hạt sen nó giữ được cái độ đậm. Và chúng ta tận dụng cái chức năng quen thuộc của Amway Queen, đó là nấu nhiều món trong cùng một thời điểm. Thì bây giờ bên dưới chúng ta sẽ luộc hạt sen và bên trên thì chúng ta sẽ cho đậu xanh vào hấp. Sen ở dưới, đậu xanh ở trên. Và bây giờ thì chúng ta có thể chờ nó chín trong vòng khoảng độ 20-25 phút. Sau 20 phút thì đậu đã chín, bạn có thể nhìn thấy rằng là đậu tơi vàng. Đó, bây giờ thì khi mình sờ vào đậu thì nó đã bở tơi ra rồi. Nếu mà chúng mình muốn nhuyễn hơn nữa thì chúng mình có thể để 25 phút. Và bây giờ thì mình sẽ vớt hạt sen ra. Các bạn nhìn thấy không? Trong khi mà luộc hạt sen cùng với cả đậu trên thì hạt sen vừa chín tới, bở tơi nhưng mà không hề nát.
Bây giờ thì đậu xanh đã ráo rồi, chúng mình sẽ đi nghiền đậu xanh này cùng với cả đường và muối. Đường, muối. Mình nghiền cái đậu xanh này ngay khi nó còn nóng ấm thì nó sẽ dễ dàng mịn hơn. Trong cái quá trình mà chúng mình nghiền đậu như thế này thì rất có thể là nó sẽ còn những cái nửa hạt đậu. Không sao cả. Quan trọng của cái bước này đấy là nghiền cho đậu nó tơi ra và nó quyện, nó đều với cả muối và đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn cốm cùng với đậu. Trộn thật là đều lên để cho cái đậu với cả cái cốm nó quyện vào nhau. Đấy, chúng ta sẽ trộn đều lên để cho cái đậu ấy, nó bao đều các cái hạt cốm. Khi đã bao đều rồi thì chúng mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa mà vừa rồi đun cùng với cả lá thơm đấy ạ. Chúng ta trộn cho cái nước cốt dừa này nó sẽ bám, nó sẽ đều vào trong cốm này, xen lẫn với cả đậu. Thật là đều nha. Khi mà chúng ta nhìn thấy này, cái cốt dừa ấy nó đều vào trong cốm ấy, dùng cái thìa để miết cái cốm xuống ấy thì nó có cái độ ẩm và nó bết nhẹ vào đậu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào nồi hấp. Khi mà nước sôi rồi thì chúng mình sẽ cho cốm vào hấp khoảng 5 phút. Với món này sôi cốm mà ở các nơi khó mua cốm tươi, chúng mình cũng có thể hoàn toàn dùng cốm khô được. Nhưng trước khi mà dùng cốm khô thì chúng ta sẽ cần rửa qua giống như là vo gạo ấy. Thì cốm nó cũng sẽ mềm lại và mình cũng sẽ làm các bước tương tự. Khi nước ở trong nồi đã đang sôi mà chúng mình cho sôi cốm vào như thế này thì mình sẽ đậy vung lại và hấp trong vòng khoảng 5 tới 7 phút. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Khi mà hạt sôi chín thì sôi rất là dẻo và quyện lấy mùi thơm của lá sen. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp để trộn hạt sen và dừa. Hạt sôi rất là dẻo, thơm, ngon và bắt đầu quyện lấy cái mùi dừa. Nó có cái mùi hương, mùi dầu của dừa và quyện lấy cái hạt sôi nóng, sen bở, đậu bở. Bây giờ đã bốc lên một cái mùi rất là thơm. Thế là mâm ngắm trăng thu đã hoàn thành. Đây là một mâm cơm mà tạo cho Hải Anh rất là nhiều cảm xúc. Nhìn màu xanh non của cốm quyện lấy màu trắng ngà của sen, màu vàng của đậu cùng với cả trắng của dừa, như một bức tranh thu rất là nhiều màu sắc. Và bây giờ thì Hải Anh sẽ nếm một chút cốm nhé. Sôi cốm rất là dẻo, thơm mùi lúa non, quyện lấy ngọt của đường, bùi của hạt sen và đậu xanh, thêm một chút sần sật của dừa sợi, là một cái món ăn mà vô cùng thi vị. Đó là tất cả những cái cảm nhận của Hải Anh về món sôi cốm trong mâm ngắm trăng thu. Hải Anh rất mong tất cả các bạn, cho dù ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, đều có thể nếm món sôi cốm mùa thu này. Ngày nay thì tất cả những cái nguyên liệu để tạo nên sôi cốm hạt sen đã vô cùng dễ mua. Hải Anh rất mong là bạn có thể mua những cái nguyên liệu này về thử theo công thức của Hải Anh và tặng cho gia đình mình một cái món quà rất là thi vị của mùa thu. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo của chuỗi gói chọn thiên nhiên trong mâm cơm Việt.